Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe và Thảo dược ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị thuốc quý được mệnh danh là đông trùng hạ thảo của Việt Nam, vị thuốc có tên gọi là sâu chít. Sâu chít là một vị thuốc quý không chỉ có công dụng tăng cường sức khỏe sinh lý. Sâu chít còn có công dụng hỗ trợ và điều trị bệnh nhân ung thư sau khi chiếu xạ. Ngoài ra, loài sâu này còn có rất nhiều công dụng hay. Ở video này, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chi tiết về công dụng của vị thuốc quý này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sâu chít còn có tên gọi khác là đông trùng hạ thảo Việt Nam, sâu đót, vân vân. Loài sinh vật này có tên gọi là sâu chít, bởi ta chỉ tìm thấy sâu chít trong thân của cây chít. Cây chít là một loại cỏ thường mọc hoang ở các tỉnh miền núi Tây Bắc. Tên khoa học, sâu thuộc họ bướm. Về khu vực phân bố, loài sâu này thường có ở các tỉnh Tây Bắc, nơi có nhiều thân cây chít mọc hoang như Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lạng Sơn, vân vân. Về bộ phận dùng làm thuốc, toàn bộ con sâu chít đều được dùng làm thuốc. Đây là những con sâu non khi còn sống trong thân cây chít. Cách chế biến và thu hái. Thời gian thu hái sâu chít bắt đầu vào từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm. Không phải cây chít nào cũng có sâu. Theo kinh nghiệm, chỉ những cây chít lúc héo úa, sâu bệnh, có mùn đùn ra từ thân cây mới có sâu ở bên trong. Người dân chặt những cây này đem về bó thành từng bó để bán cho khách du lịch. Mỗi bó gồm 100 cây chít, mỗi cây thường chỉ có một con sâu. Để chế biến sâu chít, người ta dùng dao chẻ đôi theo thân cây chít, dùng tay tẽ thân cây, con sâu béo tròn vàng óng sẽ lộ ra. Nếu dùng ngâm rượu thì tiến hành bỏ sâu luôn vào bình rượu mà không cần phải chế biến gì thêm. Nếu quý vị và các bạn muốn bảo quản thì đem sâu chít nhúng rượu nhẹ, vớt ra đem phơi khô hoặc sấy làm thuốc. Về thành phần hóa học của sâu chít, theo nghiên cứu, trong sâu chít có hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao, trong đó có protein chứa đến 25-32%. Rất nhiều axit amin, khoảng 17 loại axit amin đều là những thành phần có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Đây là loài côn trùng đặc biệt, sâu chít nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học gần đây. Tiến sĩ Phan Anh Tuấn cùng một số cộng sự Viện Y học cổ truyền quân đội đã tiến hành nghiên cứu, gửi mẫu sang Viện Bảo tàng Động vật Hoàng gia Anh để khảo sát. Các nghiên cứu đã khẳng định sâu chít là loài côn trùng có nhiều sức khỏe cho con người, đặc biệt là công dụng hỗ trợ và điều trị bệnh ung thư, phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân ung thư sau khi chiếu xạ. Loài vật này không hề có độc nên có thể dùng thường xuyên làm thực phẩm và làm thuốc. Các bác sĩ ở Viện Y học cổ truyền quân đội cũng đã tiến hành nghiên cứu về công dụng của sâu chít đối với sinh lý nam giới. Kết quả cho thấy rượu sâu chít giúp tăng cường sinh lý nam rõ rệt. Về tính vị, sâu chít có vị ngọt nhẹ, mùi thơm dịu, tính bình, có tác dụng vào hai kinh và thận, đại tràng. Về công dụng của sâu chít, dựa theo kinh nghiệm quý từ dân gian cùng với nghiên cứu của khoa học gần đây, về loài sâu này chúng ta có thể kết luận rằng sâu chít có một số dược liệu quý cho sức khỏe. Dưới đây là một số thống kê của chúng tôi về công dụng của dược liệu này. Công dụng thứ nhất, bồi bổ tăng cường sức khỏe. Công dụng thứ hai, tăng cường sinh lý nam. Công dụng thứ ba, bổ thận, tráng dương, kéo dài thời gian quan hệ. Công dụng thứ tư, điều trị yếu sinh lý, xuất tinh sớm. Công dụng thứ năm, hỗ trợ và điều trị bệnh ung thư. Công dụng thứ sáu, tăng cường chức năng hệ thống tiêu hóa. Vậy thì cách dùng và liều dùng sâu chít như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất? Ở video này, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn hai cách dùng sâu chít phổ biến trong dân gian. Cách thứ nhất là dùng sâu chít để ngâm rượu. Cách thức thực hiện bài thuốc như sau: chuẩn bị 1 kg sâu tươi hoặc 500 g sâu khô với 5 lít rượu ngon. Quý vị và các bạn có thể ngâm với loại rượu đảm bảo chất lượng, rượu quê, tốt nhất là rượu quê, nấu bằng men Bắc thì càng tốt, và một bình sành sứ hoặc thủy tinh. Cách ngâm như sau: sâu đem tráng qua một đợt rượu rồi bỏ sâu vào trong bình, đổ 5 lít rượu lên, đậy kín bình và ngâm trong thời gian 1 tháng là có thể dùng được. Công dụng của rượu sâu chít. Rượu sâu chít uống rất thơm, vị ngọt, có công năng bồi bổ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa, bổ thận tráng dương, tăng cường chức năng sinh lý ở cả nam giới và nữ giới. Và chúng tôi cũng lưu ý với quý vị và các bạn, khi ngâm rượu sâu chít không được ngâm thêm bất cứ loại thảo dược nào khác để tránh làm giảm tác dụng của sâu chít. Và cách thứ hai, dùng sâu chít để nấu cháo. Chuẩn bị bài thuốc như sau: chuẩn bị 20g sâu chít tươi hoặc 10g sâu khô, gạo lếp 100g. Cách làm như sau: sâu rửa sạch, thêm một chút bột lên, đem xào qua một lần.
gạo đem nấu cháo, khi lào chín, gạo đổ sâu vào, đun thêm khoảng 5 đến 10 phút, thêm một chút hành hoa là có thể sử dụng được. Vậy thì quý vị và các bạn có thể mua sâu chip ở đâu? Địa chỉ nào bán sâu chip? Sâu chip hiện nay là một loại thuốc quý được rất nhiều khách hàng tin dùng vì hiệu quả tuyệt vời của nó. Thời gian này đang là mùa sâu chip. Hiện nay công ty thảo dược số 1 chúng tôi đang tiến hành thu mua và cung cấp vị thuốc này ở cả hai dạng, dạng tươi và dạng khô. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu sử dụng sâu chip để làm thuốc thì có thể liên hệ với chúng tôi trực tiếp qua số điện thoại 0982 957 282. Và tôi cũng xin giới thiệu sản phẩm sâu chít của chúng tôi có xuất xứ từ Điện Biên và được thu hái từ rừng tự nhiên. Quy cách đóng gói của chúng tôi là túi ni lông 1kg. Hình thức bảo quản của chúng tôi là phơi khô hoặc tươi. Và khi chuyển hàng cho quý vị và các bạn, chúng tôi đã hút chân không để đảm bảo khi chuyển tới tay khách hàng sản phẩm tốt nhất và không bị mất các cái dược tính tốt trong vị thuốc quý này. Sau đây tôi cũng xin dừng video này ở đây. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt, có những bình rượu thơm ngon, bồi bổ sức khỏe. Nếu quý vị và các bạn thấy video này bổ ích thì hãy giúp tôi chia sẻ video đến cộng đồng, bạn bè, người thân. Và đừng quên đăng ký kênh của tôi để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.